nay hạ cần để bắt cửa sáo nha các anh chị và các bạn. Đó, sáo mẹ bay ra đó. Được rồi. Chim to bằng cổ tay. Có phải lấy dây an toàn không? Ui, đang bà cái dây an toàn. Thế không mẹ, ngoài bác còn leo cây thì mẹ. Đấy. Dưới này nó khó móc lắm này. Dưới này á, không trên nó không có đâu. Thấy tổ chưa? Đấy đâu, đúng rồi, đây đâu, ở ngoài này mới quay mặt ra này này. Đâu, 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 đâu. Ngoài đâu cái lỗ đây này. Đây này. Quay mặt ở đây này. Hàng đây này. Cái lỗ ngay cái bu ly á, ngay chỗ cái ác cái bu ly này. Đấy. Lỗ dưới chuồn này. Ở chuồn này. Chuồn tay mày thò xuống. Đấy đúng rồi, bên dưới là tí. Đâu trong đây đấy. Dám móc. Chị ác á. Nếu có thế móc. Móc. Trước nó hạ tuần nó móc. Móc chim. Đấy, đấy, đấy. Tôi chứ lại. Có lắm ạ. Khá là mối cụ tay. Ống cũng lấy. Ống là bắt được rồi. Ống bắt rồi. Mấy con. Tôi lấy cái gì, cái bịch, cái gì bỏ vào nhớ không có. Đổ lắm. Hả? Đổ lắm. Nhỏ. Quay quay, vừa ra coi. Theo nó gãy chân á. Ồ, chưa được. À, lông ống là nuôi được rồi. Bắt đầu có lông là nuôi được rồi. Bắt luôn, bắt đi. Cái này nuôi mới được. Bắt về đi. Bữa nay nuôi là được rồi. Bắt kiếm cái dây rồi cột đây rồi. Đó trước người ta còn đỏ ché đâu còn bắt được cái chi nữa này. Nó mày làm ở đây. Đây đây, đây còn dơ lên đó. lấy cái vỗ. Hai con à. Đợt trước cũng bắt lần à? Ồ, bắt lần nhưng mà nó bị... Các lại bỏ vào cái mũi liềm ấy chết luôn đó. Bỏ túi này hôm nay không chết rồi. Nó làm luôn nó oạch dương cái xuống mẹ kia. Ui. Mấy hai con. Mấy con liền. Mấy con à? Mày bắt hai con thôi. Mày vô ra coi mà nó bị vô nó bắt cho mi rồi. Mi nó lên lông lông tư tư rồi. Lông tư à? Coi. Lên lông ấy nuôi được rồi. Mấy hôm rồi. Mấy hôm là nó mổ chết rồi. Mấy hôm là về thương bắt. Đâu không mổ. À phải bỏ vô lại đi. Bỏ vô lại đi mà xong mà bắt. Ừ. Bỏ vô lại đi. Bỏ vô lại. To tí nữa bắt cho nó đẹp. Bây giờ nuôi nó mệt rồi. Cứ bỏ vào trong đi. Rồi. Ý rồi. Đẹp. Kiểm tra mấy con nha. Sợ tí là mẹ công mất chưa. Còn lo với công. Nhiều không? Sáu sáu mà sáu bốn con. Đẻ ra hai con. Không có trứng này. Có trứng thôi đấy. Có trứng ném mẹ thôi. Ném. Ôi, thúi. Thúi thôi. Thôi á. Thúi rồi. Thối rồi, cửa rồi. Quả này không được. Gì á? Dạ. Sáu. Hả? Sáu. Sáu. Nó làm tổ nó đẻ đây. Ba con à? Đấy, sáu làm gì có sáu mà bốn năm con làm gì có? Có nhưng mà rồi không có. Chưa bao giờ thấy luôn đó. Bỏ cho sâu vào nhau nó rớt rồi. Nó cần nữa là không rớt được. Nó rớt ngày bây giờ. Bỏ chẳng rớt đó. Bỏ chẳng rớt để dự cần lên nào. Nếu cho một mà không tới là không biết ông nào chắc vừa tuần nữa. Tôi sẽ bỏ vô cả. Nó là non quá.
để cho nó dài dài tí ngon. Dạ. Rồi. Mở tổ sờ chim một phát lại xuống. Khôn rồi đó. Khôn rồi. Hả? Ta lấy hôn là khôn rồi biết. Mày có tuần là bay á hả? Mới hôm qua nó mới nhú nhú, hôm nay nó lại to to rồi. Thank you.